Chào anh em nhé, hôm nay sẽ review cho anh em chiếc Toyota Wigo 2023 phiên bản mới. Ở đây là phiên bản số tự động. Wigo 2023 sẽ có hai phiên bản là số sàn 356 và số tự động thì là 405. Ở đây là bản số tự động anh em nhé. Wigo mới này thì sử dụng là động cơ 1.2 3 máy, số tự động vô cấp CVT. Về chiếc Wigo mới này thì xe thay đổi một chút về thiết kế. Anh em sẽ nhìn này, cụm đèn mới sẽ là đèn LED này, đèn full LED hết. Pha cốt đèn gầm, đèn định vị tất cả đều đèn LED. Mặt ca lăng phía trước thì có một chút thay đổi. Đây. Phần la răng thì xe trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tăng trống phía sau. Đấy, phần la răng này, la răng thiết kế lại nó so với cái bản cũ mình đánh giá thì la răng xấu hơn. Bản này thì la răng 14 inch nhá. La răng là 14 inch. Đấy. Đằng sau trang bị phanh tăng trống. Mức tiêu nhiên liệu của xe sẽ rơi vào tầm khoảng 6 lít. Nếu mà anh em đi đường đô thị và 5 lít đi đường trường. Phần đuôi xe thì anh em sẽ có logo là Toyota Wigo G ở dưới đây. Đèn phanh sau. Phần đuôi thì thay đổi lại thiết kế so với phiên bản 2022 nhé. Mình đánh giá phần đuôi nhìn có vẻ là gọn gàng hơn. Một điểm trừ là xe chưa được trang bị là anten với cá và là anten dạng cột. Hôm sau này. Đằng sau thì anh em sẽ có trang bị là cảm biến lùi nhá. Đấy. Cảm biến lùi và camera lùi. Đây phần cốp sau này. Cốp rộng rãi. Khá rộng rãi và thoải mái. Ở dưới là anh em có lốp dự phòng này. Đấy. Option rất là cơ bản thôi. Hàng ghế phía sau thì vẫn là duy trì cái ưu điểm của Wigo là anh em có một cái ghế ngồi rất là rộng rãi. Nhưng ghế này vẫn là trang bị ghế nỉ anh em nhá. Ghế vẫn là ghế nỉ thôi. Đấy. Ghế thì tất cả các ghế đều là chỉnh cơ anh em nhé. Ở đây thì anh em sẽ có trang bị là gương gập điện rồi này. Đấy. Cái điểm mới ở Wigo anh em sẽ có này. Ở đây anh em sẽ có này. Cảnh báo điểm mù này. Đấy, cảnh báo điểm mù. Và cái phiên bản này anh em sẽ để ý nhá, sẽ có cân bằng điện tử chống lật này. Ở đây có cân bằng điện tử chống lật luôn này. Có hệ thống khẩy ngang dốc là VSC, phanh khẩn cấp là BA, rất là an toàn. Về tiện nghi, mình sẽ quay về tiện nghi trong xe. Thì anh em sẽ có trang bị là một cái vô lăng ba chấu rất là đơn giản. Đấy. Có tích hợp đàm thoại rảnh tay. Màn hình thì sẽ là màn hình mới nhá, kết nối được điện thoại thông minh. Nâng cấp một chút đó là chìa khóa thông minh start stop, điều hòa là điều hòa tự động anh em nhá. Hộp số tự động vô cấp. Con này thì anh em trang bị phanh tay điện tử nhé. À phanh tay thường nhé, không phải phanh tay điện tử thôi. Option thì cơ bản thôi. Nó cũng không khác nhiều với Wigo cũ đâu. Ngồi rất là cảm giác rất là thân thuộc.